Một thương hiệu lẫy lừng trong giới công nghệ nói chung và đối với gamer nói riêng, đặc biệt là về bộ nhớ và tai nghe chơi game. Kingston HyperX không dừng lại bàn phím chơi game với chiếc alloy FPS. Hôm nay chúng ta đã có một chú chuột nữa cũng đặc trị game FPS. Đây là video đánh giá chi tiết chiếc Pulse 5 FPS. Về ngoại hình thì không khó có thể thấy là Pulse 5 lấy cảm hứng từ đâu. Có lẽ trên 80% số người nhìn thấy nó lần đầu sẽ công nhận nó giống với cái chiếc Razer Deadadder. Phần thân được làm dài và phình to ở cuối, hai nút chuột làm hõm nhẹ và xẻ sang hai bên. Nút back và forward bên hông được làm nhỏ hơn so với Razer DA, và đối với mình thì nó là điểm cộng để tránh bị bấm nhầm. Còn có thể nói là đối với một số người sử dụng DA và thích nút bên cạnh cỡ lớn hơn thì đây sẽ điểm trừ. Cả hai bên thân đều được bọc cao su, có khả năng bám rất là tốt. Mình không gặp bất kỳ vấn đề gì khi cần nhấc chuột lên khỏi mặt pad và di chuyển. Nhưng cái mình ghét là những cái hoa văn khắc lõm vào phần thân là chỗ tuyệt vời để cho bụi bẩn trú thân. Có lẽ từ bây giờ khi bán cho chuột này ra thì Kingston nên tặng kèm chổi quét bụi hoặc bàn chải để vệ sinh. Quên chưa nói về bề mặt chuột thì thực ra cũng không có gì. Mềm mại, dễ chịu ra tay nhưng bám mồ hôi khá rõ rệt. Trọng lượng chuột thì rất nhẹ, chỉ 95g, vì thế việc chơi game lâu sẽ không khiến người dùng mỏi tay. Trên lưng chuột là nút chuyển DPI giữa 4 nấc 400, 800, 1600 và 3200. Mức DPI này thì sẽ phù hợp với màn hình độ phân giải 2K hoặc Full HD đổ xuống. Còn nếu bạn sử dụng màn hình 4K hoặc setup nhiều màn hình thì hãy tìm đến những chú chuột nào có DPI cao hơn. Còn nếu bạn không ngại việc phải di chuột khoảng cách xa hơn bình thường thì ok, cứ sắm chú chuột này với cả combo màn hình 4K của bạn. Mình thì mình sẽ thích hơn nếu ở lưng chuột có 2 nút thay vì 1. Tức là để thay đổi DPI chúng ta phải bấm cộng hoặc trừ, chứ không phải thay đổi theo kiểu xoay vòng, thiếu trực quan như vậy. Nút cuộn thì được bọc cao su và có cảm giác lăn khá mềm mại. Mình đánh giá nó ổn chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà hãy chờ đã. Điểm đặc biệt ở đây là con chuột này có đèn LED. Ngạc nhiên chưa? Mình biết, 2017 rồi. Chuột với bàn phím có LED thì có cái quái gì mà lạ. Nhưng phương châm của HyperX theo mình biết thì từ trước đến giờ là trung thành với việc không dùng LED. Từ tất cả các loại RAM đến tai nghe đều không có LED. Nhưng có lẽ họ đã phá vỡ cái phương châm này kể từ chiếc bàn phím Alloy FPS với full LED đỏ. Và ở con chuột Pulse 5 FPS này, LED đã xuất hiện lần thứ hai ở phần con lăn cũng như ở logo HyperX ở chỗ đuôi chuột. Dây bọc dù của chuột thì được làm đủ dài và mỏng nhẹ để không ảnh hưởng nhiều đến cảm giác di chuột, nhưng điểm trừ là hơi cứng và dễ bị cầm nếp. Đáy chuột có hai feet rất lớn nằm ở hai đầu, lướt rất là mượt mà, không có gì để phàn nàn. Còn bây giờ là phần quan trọng hơn, đó là cảm giác nhấn và khả năng tracking. Thực ra mà nói, với cái switch Omron hiện và cảm biến PixArt 3310 huyền thoại thì còn gì hơn để mà nói nữa. Nút bấm này và tiếng click tạo ra dễ chịu, vừa phải với khẩu vị của mình. Tất cả nút từ nút trái phải, nút cuộn đến nút bên hông đều cảm giác nhấn tốt và đồng đều trong trọng lượng nhấn. Tracking thì khỏi phải nói, về độ chính xác của PixArt 3310 đã được khẳng định từ rất lâu nay. Mình không hề cảm thấy cái gia tốc phần cứng của con chuột này. Nói tóm lại là duyệt. Kết luận video thì HyperX Pulse 5 là một chú chuột đầu tiên đánh dấu việc thương hiệu Kingston HyperX lấn sân vào thị trường chuột gaming. Họ đã tạo ra một sản phẩm tốt, tuy không có gì đặc biệt. Điểm mạnh của nó là có thiết kế thích hợp cho game thủ FPS với kiểu cầm palm ôm tay, cảm biến ngon, nút bấm tốt và đồ hoàn thiện không có gì để chê trách. Phải chăng mắt bẻ thì cái việc bụi dễ lọt vào cái phần hoa văn ở hông chuột sẽ là điểm trừ duy nhất về thiết kế. Điểm trừ đáng nhắc đến thì đó chính là việc nó không có bất kỳ phần mềm gì đi kèm cả. Tất cả đều nằm ở phần cứng bên trong con chuột, không khả năng macro, tùy chỉnh hiệu ứng LED hay thay đổi bất kỳ thông số gì. Bạn mua sao thì bạn có vậy, chấm hết. Đó có lẽ là điều mình khó chịu nhất khi chuyển từ một con chuột khác qua với khả năng macro mà mình đã vốn quen. Và đó là video review chi tiết về chuột gaming Kingston HyperX Pulse 5 FPS. Hy vọng mọi người đã có thêm được một lựa chọn chuột gaming nữa trong mức giá dưới 1 triệu đồng. Sản phẩm được bán chính hãng bởi Alphard PC. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Nếu thấy video hữu ích thì đừng ngại nhấn nút like và subscribe để theo dõi nhiều video công nghệ khác. Xin chào và hẹn gặp lại.